tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Hoàng Dũng. Ở cái bên mình là Trâm. Trâm. Quân. Quý Việt. Ok, thì tại sao ngày hôm nay thì cô Vân. Thiêu Vinh. Đó thì cô Vân thì nó đi học rồi mọi người. Nó học năm đầu á, giờ nó cũng đi học rồi, coi vậy. Thì ngày hôm nay Trâm nó kiểu thêm chua do mới có bé mọi người. Con của mình thôi. Con nha. Đó giận cho vui để bù lại cái tâm trạng ngày hôm nay mọi người. Thì ngày hôm nay thì tụi mình muốn làm một cái clip như thế này là để tụi mình nói với mọi người, tức là thông báo mọi người cho mọi người trên kênh của mình biết và mọi người đang ủng hộ cái team của mình á, cho mọi người biết là trong Vi. Vi hiện tại Vi mới ngày hôm nay thôi mọi người, chứ còn trước kia thì Vi bận về quê đó, vì lý do là ông mất đó, thì nên là không xuất hiện được ở trên clip của mình. Với lại ngày hôm nay thì chính thức ngày hôm nay Vi xin rời team đó, vì cái lý do Vi nói mình thì do là bây giờ kiểu sao đây, công việc của Vi bây giờ do công việc của Vi là bây giờ nói chung là nó ví dụ bây giờ Vi ở đây đang ví dụ Vi ở đây thì công việc nó ở dưới lúc dưới quận 7 là mọi người, quận 7 gần ở dưới Bình Dương đó mọi người, không quận 7 Thủ Đức cây 16 cây 2 con mấy cây quận 7 ở quận 9 kìa, nhà bì rồi á, tính quận 7 hay quận 11 Em tính đầu quận 7 đó. Thì Vi có nhắn tin cho mình với lại gọi nói chuyện cho mình thì cho là em mới vào nhóm với lại chung một nhà thì cũng vui, nhưng mà bây giờ vì tính chất của công việc đấy nên là kiểu Vi không còn ở chung nhà với tụi mình nữa đó. Vì công việc nó quan trọng hơn đó. Ví dụ nếu mà ở đây vui với bạn bè thì tiền bạc trang trại sống ở trong đây thì nó sẽ không có mọi người, nên là bây giờ với lại da xanh dạo này tăng quá, 40,000 tóc lên rồi, hai mấy ngàn mà tóc lên 40 rồi. Ủa, bây giờ mới có 29 chứ mấy, dạ tóc lên rồi, sắp chuẩn bị một tuần nữa, một tuần khi nào mình nó tới là nói, còn hiện tại bây giờ là đang 29,000 bây giờ mình rung tám trăm tạm thời, bây giờ là rung lo sợ trước, đổ đây mình trước đó. Thì Vi là có những tin gọi điện cho mình là kêu là chắc là thời gian sắp tới em không còn ở trong team nữa đó, rồi vì công việc đó nên là bây giờ Vi kiểu tập trung vào công nghiệp viện á, nói chung làm full ngày đó là không có thời gian luôn. Kiểu công việc của Vi thì làm chung Vi đổi công việc rồi, làm ở cái gì ta, ở cái phần mềm đó, phần mềm điện thoại, phần mềm điện tử đó mọi người, đổi công việc rồi chị sang đó nên là làm ở dưới bảy á, thấy có khi Vi chỉ làm ban đêm nữa nên là sợ đó, nên là đúng rồi, nên là bây giờ Vi chuyển xuống đó ở chung với bạn của Vi rồi đó. Thì mình muốn làm cái clip ngày hôm nay thì đáng lý là mình hôm nay mình chôn tiếp cho mọi người xem á, nhưng mà thôi thì làm một cái clip này để cho mọi người yêu quý team tụi mình cũng như là yêu quý Vi đó, cho mọi người biết là Vi bây giờ về sau thì Vi không còn ở trong team nữa đó. Nếu một ngày nào Vi đàn đổ thì tụi mình có đi uống cà phê chung với nhau thì mình có thể là quay clip lại chôn Vi hay là gì đó cho mọi người xem nha. Còn hiện tại bây giờ thì Vi cũng mình muốn thông báo cho mọi người là như vậy, Vi đang ra khỏi team rồi đó, vì công việc đó thì cũng vì công việc thôi, ai đâu mà muốn
hết. Bây giờ tụi con của mình thôi. Nên là anh em mình phải sống, phải biết mới mình vừa lòng nhau. 4 và 6 nữa hả ông Trâm? Tụi em cố gắng thương tựa anh. Em cũng vậy. Em thương tựa anh đây, anh cho em mượn. Đây đây, em đừng lo. Tụi em thì cố gắng thương tựa anh. Tụi ba anh cũng vững chãi. Thì ngày hôm nay ví dụ như nè, bà Trâm vậy mới đi mua đi đâu về á? Thế là thèm chua, mua xoài về thì cắt xoài ăn, tính là ăn không như thế này thôi. Nhưng mà sẵn thì mình nói là... Thế này? Ý đuôi. Sẵn thì mình nói là thôi thì là một cái clip để quay lại cho mọi người, cho, nói cho mọi người biết luôn. Đó, chứ bây giờ ăn không vậy thì nó cũng vui nhưng mà... Sẵn thì thôi, mình lâu lâu mình làm clip tâm sự, đúng không mọi người? Đây. Úi trời, nước mắm thật rồi. Đúng không? Hả? Em nay ngày mai đau bụng nha. Ngọt á. Tắm đường à? Xoài ngọt. Xoài ngọt. Mình đi. Hả? Anh Dũng như vậy em đã mưa, em đã nắng rồi lắm rồi. Chúng ta không có gì thì có người khác thôi. Đây là nước mắm nè. Cay, ngon, tuyệt vời. Mà phải buổi trưa nóng nhưng mình thường nó sợ ra ăn xoài. Thì nói chung là sắp tới tụi mình làm thì có mình với Trâm, Vinh, Quân. Vinh, Quân. Chưa cái tháng vừa rồi đây ở trong một nhà. Tính ra là trong được một tháng rồi mọi người. Thì tính ra mình trong Trâm rồi thì ít mà tụi nó trong mình thì nhiều. Nó hơi xui. Nhưng mà thấy vui không? Vui anh đâu phải không? Nhưng mà tôi biết là em đấm anh thì nó thấy vui không? Bình thường. Em đấm mà lại ngứa anh rồi. Hả? Thì là sắp tới thì tụi mình sẽ làm những cái clip hay ho hơn. Đó, cho mọi người xem. Vui hơn. Vì vậy trôn Trâm nhiều hơn, ngay Trâm nhiều hơn mà anh đoán em đã bị dưới đó. Nhưng mà anh nói nè, bây giờ sẵn đây thôi thì mình cũng phải nói luôn, em trôn anh được anh phải vui vẻ. Anh trôn em, ví dụ anh bị trôn anh phải vui vẻ, không được quạo. Ok. Mỗi lần bình thường mọi người là tụi mình bình thường như này vui vẻ với nhau lắm. Nếu mà hôn nhau là bình thường luôn. Thì mà khi mà ví dụ quay clip như vậy nha, quay clip thực tế như này là xin gì mình Trâm cho, xin hôn mình Trâm cho luôn. Là quay rồi Trâm mà thấy đặt máy quay á là Trâm cho hết. Còn ví dụ mà quay mà mình đã có mà quay không phát hiện được là đã nhăn thôi rồi á, kiểu vậy. Kỳ cục đó, không biết nữa nha. Nhưng mà kiểu mình tụi mình bình thường ngày là rất là vui đó. Đó, ăn nhau là vui vẻ bình thường nhá. Ăn xoài với nhau không có thể nói gì em. Anh nói vậy. Anh nói chứ ai nói. Đó là ấy là anh nói là nhưng mà em đâu biết đâu nó bắt mẹ cho em. Rồi em mới nghe đó. Nó bắt trước. Nè ví dụ em, bây giờ em, bây giờ tụi mình thử ra một cái việc hành động mà kiểu tình cảm cho mọi người xem nè. Kéo tay em đó. Trời ơi. Không nha. Trời nha. Thôi chỉ có thêm thôi. Hả? Bọn em thêm là thêm nhớ. Thì bọn em thêm là thêm đều. Mọi người đã hiểu ý rồi. Chồng muốn có. Được, bác sẽ giúp. Thì thêm vui là trai gái. Dạ, gái đúng không? Đúng mấy anh à? Hả? Anh muốn gái không? Em muốn đẹp con trai. Anh đụng mạnh là em. Vậy á. Em muốn đẹp con trai à? Tôi đẹp. Mà sao anh ngọt quá vậy? Hồn mất kìa. Tất của em thiệt vua thiệt. Không, em cái này ngọt quá. Mềm. Vui biết. Đó, thì nói chung thì đây cô Quân đó là chuyên
này kiểu đi theo mình, nghe em của mình á. Đi theo em. Đi theo ai? Là em của em. Là em của em à? Bây giờ nó quay nó tròn anh, em cho anh hình. Nó quay không đó. Bây giờ tôi mà nó là một camera là bất tử luôn. Nó trông người phải cười. Vừa quay. Quân là cũng giới thiệu mọi người luôn là Hồ Quân là em của mình. Đó, mẹ của Quân là em của mẹ mình. Mẹ rồi còn Quân là chủ em của con gì mình đó. Em họ. Em họ đó, sao muốn gọn đi. Em họ. Ờ, là em họ. Đấy. Thì Quân nó vô đây nó học và nó ở đây với mình thì nói chung là Quân cũng biết quay chút dựng clip. Nên là sắp tới clip thì sẽ do Quân đảm nhận nha mọi người nha. Mình chơi bên thì chỉ trôn thôi. Nhắm trôn được bài concept real này. Real cũng không phải là lát ca mà. Mình riêng luôn không lát ca mình cũng đem thịt ẩm thực cho mọi người xem luôn. Dạ. Anh làm được. Nhưng mà bây giờ phải nói vậy. Ủa chưa gặp được người là Hello Kitty. Nhưng mà nó cũng chứa là giờ vô đi. Nhưng mà ấy là mới đó được chưa được 5 giây viên cũng chưa bò tới. Giờ chiếu. Ờ giờ chiếu được. Hồi chưa gặp nên tưởng Hello Kitty. Tôi nghĩ là em là hổ. Chứ không phải là Hello Kitty. Ok, nên là chưa gặp đúng không? Được. Thì bây giờ cứ hứa mọi người là trôn không vào, chơi không vào, vui là đến. Ok. Được không? Mâm tôm là trơn quá đó. À, ngoài đám, bữa em lấy mâm tôm em đổ hết vô quần áo anh không đáng. Bữa đó anh cũng sợ thôi. Anh còn... Trời anh nghĩ sao tự nhiên áo đồ của mình hết vậy mọi người. Hết nguyên một giây áo đồ nó lộn hết luôn. Mọi người tức không? Tối đó, tối đó mình không có đồ mặc. Đó, tối đó mình không có đồ mặc. Mà mình đi phơi á, nước á, nó rớt xuống thế này. Hành móng đi ngang tập thể dục mọi người. Ừ, cô mình khổ nè. Xin lỗi cô nha. Tối cô ở dưới đóng cửa lên ngồi nói chuyện mùi bay qua thung phẩm luôn em. Ghê thì. Đó. Anh em cho anh toàn bỏ nhà đi thôi. Em ở trong nhà cùng anh toàn bỏ nhà đi. Được, em về ra được. Ok. Ok. Thì chắc là cũng dài dòng nói về sơ về cái vấn đề Vi La Phật Tiên. Đó và cũng muốn là làm ẩm thực trái xoài của cháu mua là nó rất là chua cho mình nha. Bye. Đó. Còn nước mắm Quân làm thì nó vừa cay mà nó vừa ngọt thì chắc là tối nay đau bụng rồi mọi người. Đó. Thì thế thôi, ngày hôm nay tụi mình ngồi chung với nhau rồi. Nó ngọt. Nói chuyện với mọi người nữa, nói nhìn, nói nhìn. Cái gì? Nhìn nó chung là kỳ quá. Nói chung là Vi ra khỏi tim nhưng mà trong lòng bọn mình vẫn Vi vẫn muốn tồn tại. À. Người ra khỏi tim là không có ở trong clip để mọi người xem thôi chứ còn tụi mình vẫn là 246 357 đi uống cà phê bình thường nha mọi người nha. Ok thì clip tới đây thì chắc là mình kết thúc rồi đó, thông báo cho mọi người biết là Vi là tim đó và sắp tới thì mọi người có gì đóng góp cho cái tim của mình thì mọi người cứ đóng góp và đóng góp cho mình để mình trân trọng với mọi người. Yeah, đóng góp qua Facebook right. Phan Đại Phúc Trâm, Thay Linh để mình cho Dũng chứ đâu phải đóng góp cho Dũng với mọi người. Đó thì mọi người có thể là mình sẽ để bây giờ mình sẽ để tất cả các link Facebook của thành viên ở trong team. Mình sẽ bỏ ở dưới để link ở dưới comment nha mọi người nha. Mình sẽ bỏ hết tất cả link Facebook của thành viên trong team. Tại vì nhiều khi mọi người đóng góp ở dưới đi bình luận ở dưới để ở dưới cái comment ở trên YouTube là mọi người anh Dũng sẽ thấy những cái ý kiến của mọi người đóng góp cho mình. Như mình sẽ thấy những cái ý kiến anh Dũng đóng góp để mọi người đóng góp anh Dũng để anh Dũng cho mình để mọi người đóng góp riêng đi. À, nhưng mà mọi người cũng comment ở dưới để cho nó đẩy để xuống cái video lên cho mọi người nha. Đó thì mọi người giúp kênh của mình lên được 20 ca sub cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người. 20 ca sub là anh muốn gì? Hả? Bây giờ 20 ca sub anh muốn gì ta? Nhưng mà mọi người bây giờ nhưng mà còn lâu hả? Ừ. Có cái ý tưởng lên cái gì? Đi cắm trại. Thử thách sinh tồn. Ghê vậy. Ở đâu? Tây Nguyên, Gia Lai. Lên Tây Nguyên, Gia Lai cho.
Từ nhà nào chưa? Quen nhà mẹ vợ em chưa? Tây Ninh. Mẹ vợ anh, mẹ anh ở nhà anh đi đâu? Đi núi Bà Đen gì đó. Đi núi Bà Đen, lên núi Bà Đen cắm trại đốt. Thôi, cái đó thì mọi người cứ ủng hộ team tụi mình đi. Và 20 ca sốt thì tụi mình đang mừng như thế nào thì tụi mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và nhớ là đóng góp ý kiến cũng như là mọi người có yêu quý team của tụi mình thì mọi người hãy nhấp vào link ở dưới phần bình luận á. Mình sẽ ghi cái bình luận của mình lên nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người nhớ là phải follow mình mới nha. Mọi người follow tầm hết là không follow mình. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye tất cả mọi người.